Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì cái video lần này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái con máy xiên bù lông ha, sử dụng đầu 1/2, sử dụng hơi của hãng Shinano Nhật Bản ha. Đây là cái bộ phận hộp con máy. Với con này với mã sản phẩm là SE1420T ha các bạn ha. Đó, rất là chất lượng mã và để chúng ta phân biệt được hàng thật hàng nhái ngoài bao bì luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ không phí thời gian của bạn, mình sẽ quay hộp từ bên trong thì kèm với máy thì bao gồm những gì và cái máy với chất liệu như thế nào, có chất lượng hay không các bạn ha. Rồi đầu tiên một catalog giới thiệu sản phẩm của Shinano ha, đầy đủ. Rồi tiếp tục là một cái phiếu bảo hành, một quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn ha các bạn ha. Rồi tiếp tục thì năm 19 chúng ta thì không 1/2 thì nó cũng khá là nhỏ gọn ha. Đó, rất là nhỏ gọn. Với bao bì thì rất là chắc chắn. Đây là một khuôn mặt các bạn xem. Vỏ thì được làm bằng thiết kế vỏ nhôm ha các bạn ha, rất là bóng lưỡng luôn. Đó, logo Shinano thì được in Nhật nổi, rất là đẹp ha. Ở dưới đây thì made in Japan luôn các bạn ha. Đó, vỏ nhôm sáng bóng luôn. Rồi tiếp tục theo đó nữa là phần hơi, phần khi vào 1/4 inch. Đây là điều chỉnh tốc độ dưới này các bạn ha, điều chỉnh tốc. Đây, đảo chiều ở dưới luôn. Và công tắc bóp thì rất là nhạy. Nguyên bộ khung này thì được đút nguyên khối luôn nha. Với cái tốc độ vòng quay tốc độ thì 6.000 vòng trên phút ha. Đó. Và lượng khí tiêu thụ thì 90 VSI ha, đầu 1/2. Đó, rất là nhỏ gọn, hàng chuẩn Nhật luôn các bạn ha, rất là xịn. Đấy, rất là đẹp. Đây, đảo chiều. Đảo chiều thì chỉnh đây nha, đảo chiều. Còn bộ phận dưới này thì nó điều chỉnh cấp độ cho chúng ta ha. Đây, đảo chiều ở trên, rất là nhỏ gọn và rất là đẹp. Thì tí nữa mình sẽ so sánh các bạn giữa hai cái dòng bắt cua lông của Nhật luôn các bạn ha. Đó, đây bây giờ mình sẽ lấy so sánh luôn cho các bạn xem. Thì bên mình có hàng Shinano Nhật Bản và Kawasaki của Nhật luôn các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ lấy cùng Kawa cho các bạn xem. Với cái chất liệu và vòng tua thì nó cũng ngang nhau. Đó. Rồi con này thì trọng lượng thì nhẹ hơn các bạn ha, cũng đầu 1/2 luôn. Đó, và so hai con này so với nhau thì cái con Shinano thì chất lượng nó hơn cái con Kawa nha các bạn ha. Nhưng mà hai dòng này thì hai mẻ này thì đều là thương hiệu của Nhật hết. Đó, Kawa và Shinano. Đây, Kawasaki thì con này thì KBT 231 ha các bạn ha. Đấy, rất là đẹp, logo được in Nhật nổi. Đây, hộp kim và hộp kim nhôm. Là hộp kim nhôm bóng nha các bạn. Còn đây là nhám. Đó. Và điều chỉnh con này thì nó điều chỉnh cấp độ ở phía trên luôn nha các bạn ha. Đảo chiều cùng một nút luôn. Đó, cũng khá là tiện lợi. Tem chống hàng giả. Đó, đầy đủ ha. Đó, rất là xịn. Ai con này thì mình đánh giá con Shinano thì nó với cái chất liệu của nó thì tốt hơn, với lại là cái sử dụng của nó sẽ lâu hơn cái con Kawa nha các bạn ha. Đó, tại vì con này thì cái dòng Shinano thì dòng chất lượng hơn rồi. Thì mình vừa review sơ cho các bạn một cái dòng bắt cua lông 1/2 inch của Shinano và so sánh với Kawasaki ha các bạn ha. Nếu các bạn có thắc mắc cũng tư vấn thêm về hai cái dòng sản phẩm này về báo giá thì hãy liên hệ tới số điện thoại khi cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.